Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 1975, năm thứ 45 tại San Diego, California. Cộng đồng người Việt Nam tại San Diego vừa gửi ra thông báo báo chí về lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4. Bản thông cáo cho biết trong tinh thần tưởng niệm tháng 4 đen lần thứ 45 năm 2020, năm nay để tuân theo lệnh cách ly của tiểu bang California trong đại dịch COVID-19, dân quân cán chính, Việt Nam Cộng hòa San Diego sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 vào ngày thứ Năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020, đúng 12 giờ trưa, giờ California qua hệ thống truyền thanh của Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Quý vị có thể tham dự bằng cách nghe radio, đài TNT hoặc vào computer, iPad, điện thoại thông minh. Xin vào trang web www.tntmediasandiego.com để quý vị có thể nghe và theo dõi chương trình buổi lễ tưởng niệm. Chương trình bao gồm có nhạc chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, phút mặc niệm, cầu nguyện cho các anh hùng dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh và tổn tiếc, phát biểu của ban tổ chức, phát biểu của quý hội đoàn, quý niên trưởng. Kính mong quý vị cùng người thân tham dự đông đảo buổi lễ tưởng niệm Quốc Hận năm thứ 45 năm nay. Đây là dịp mà chúng ta có thể hướng dẫn cho con cháu cùng tham dự để hiểu rõ thêm về tháng Tư Đen, về ngày Quốc Hận, về sự hy sinh của cha ông, của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, của quân đội đồng minh, cũng như sự oan khiên không may xảy ra cho hàng trăm ngàn đồng bào trên đường vượt biên, vượt biển, tìm tự do, trốn chạy nhà tù Việt Cộng. Đồng tưởng ban tổ chức Đặng Kim Trang, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam San Diego Hoàng Văn Nhạn, Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa San Diego. Kính thưa quý vị. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.